Vâng, xin chào tất cả các bạn. Vâng, hôm nay thực tế là một ngày rất là buồn. Vâng, lúc chiều này thì mới nghe tin là 5 chiến sĩ bị hy sinh, 2 chiến sĩ bị bỏng nặng. Thì bây giờ có bạn bạn xem tin tức mới nhất thì là đã có 7 chiến sĩ bị hy sinh. Vâng, trước khi vào chương trình thì cho phép tôi và ở đây tất cả các bạn cũng dành một phút mặc niệm đến các chiến sĩ công an nhân dân đã bị hy sinh ở Đồng Tâm. Vâng, xin các bạn dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Vâng, cảm ơn tất cả các bạn. Thực tế là hôm nay thì nói chung là buồn quá, không muốn like nữa. Nhưng mà thôi, mình like chia sẻ những nỗi đau này, mất mát này. Vâng, với tất cả các bạn. Thôi rồi, bây giờ mình cũng chả nói gì nữa, gọi Phan Dương đi. Rồi, các bạn chờ cho mà. Rồi, xin chào, chào Dương đi. Anh giờ anh không nói được cái gì bây giờ này. Không chỉ riêng anh em mà là tất cả mọi người, em cũng đã lướt qua một loạt những cái live stream, cũng lướt qua một loạt những cái diễn đàn khác, thì cái tâm trạng chung của tất cả mọi người là thứ nhất là bàng hoàng, thứ hai là rất là buồn. Buồn ở đây thứ nhất là gì, là trong một cái khí thế, một cái năm mà có thể nói là đất nước chúng ta đạt được rất nhiều những thành công, đang có những cái khí thế rất là tốt đẹp để bước vào một cái mùa xuân có thể nói là đầy tự hào, đầy vui vẻ, đầy ấm cúng. Rồi kể cả tất cả mọi người đang hào hứng ngày mai U23 chúng ta bước ra đấu trường U23 châu Á để thi đấu. Tất cả mọi người đều đang rất là vui mừng phấn khởi. Thì đùng một cái nhận một cái tin đúng là như là sét đánh ngang tai, đấy là cái vụ việc ở Đồng Tâm. Thì nói chung là cái khung cảnh thì tất cả đều rất bàng hoàng và càng đau buồn hơn khi biết rằng là máu của các chiến sĩ, máu của thậm chí máu của người Việt Nam chúng ta lại đổ, không phải đổ vì một cái lý do gì nó cao, nó gọi là nguy cấp gì cả, mà lại đổ vì một cái lý do, đổ trong cái hoàn cảnh thời bình, trong một cái khung cảnh như thế này. Nói chung là tất cả đều rất là cảm thấy thương xót và đau buồn. Nhưng mà càng thương xót bao nhiêu, càng đau buồn bao nhiêu, càng cảm thấy là hoang mang bao nhiêu, thì chúng ta lại càng căm hận đến những cái kẻ mà đã gây ra những cái chết cho các chiến sĩ cảnh sát cơ động chúng ta bấy nhiêu. Thứ nhất mà nói ấy, thì về cái nhân vật về ông Lê Đình Kình và gia đình ông Lê Đình Kình này nói riêng, dòng và họ, ở đây dòng em họ, nói luôn cả dòng thân họ của cái làng Oành mà nơi ông Lê Đình Kình sống, nói chung đã làm cái việc mà có thể nói là trái với lại đạo đức, trái với pháp luật Việt Nam, mà làm cái việc cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta có thể chuyển ra, đây không gọi là dân nữa rồi, mà đây phải là những kẻ phá hoại, bọn thảo khấu, gọi là bọn thảo khấu. Và nói chung là chúng mình ở đây chúng ta lên án gia đình và những cái người tham gia đình trong đây tỉnh và những người tham gia trong cái việc này. Nhưng một mặt khác chúng ta cũng phải lên án cái dân của cái làng này. Đây là cái dân làng này đã từng có một cái phi vụ đó nè, vào tháng 4 2017 chúng ta cố tình bắt những cái chiến sĩ của chúng ta
Chúng ta phải biết được là không ở trên cái đất nước nào, không có một nơi nào trên thế giới này mà người dân có thể bắt được cảnh sát. Vậy mà cuối cùng rồi mà cảnh sát của chúng ta thì vì gì quá là tôn trọng nhân dân, quá là có thể nói là luông chiều nhân dân, dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay thì thật sự là đáng tiếc, rất là đau đớn đó. Nếu như mà tất cả những người này mà họ nói là họ đấu tranh vì cái này cái kia chẳng hạn, thì họ thứ nhất là họ phải hiểu được luật pháp luật, bất cứ một cái vấn đề gì, từ việc là kể cả anh có bị oan sai như thế nào chẳng nữa, thì đầu tiên đây là gì, là phải để cho cơ quan thi hành pháp luật người ta thi hành. Còn nếu như có oan sai thì anh kiện ra tòa, còn một khi tòa người ta đã bắt bỏ rồi thì đó là anh phải chấp nhận, đó mới là những con người nó chân chính. Còn đằng này họ đặt cái lợi ích của cá nhân của họ, họ đặt cái quyền lợi của họ trên cái lợi ích của đất nước, trên cái giá trị của pháp luật, trên toàn bộ tất cả những cái giá trị cao đẹp của xã hội này. Và càng đau đớn hơn khi mà nghe trên thời sự, chương trình thời sự vừa rồi, chúng ta thấy những cái thằng mà nó bị bắt đấy, nó khai rằng là chính thằng Lê Đình Kình, tôi xin lỗi các bạn, tôi gọi cái thằng già này là thằng già Lê Đình Kình đã sai bảo chúng nó, đã kích động chúng nó rằng cứ tiêu diệt được ba thằng chúng nó sẽ bỏ chạy hết. Một cái lời tuyên bố cực kỳ ngông cuồng của mất dạy, có thể nói là cực kỳ đau đớn khi mà chúng ta phải nhận cái tin tức này trong một cái khí thế mà hiện nay chúng ta, đất nước chúng ta đang là giữ cái chức chủ tịch của ủy ban không thường trực của Liên Hợp Quốc, rồi chúng ta bắt đầu giữ chức chủ tịch của ASEAN. Tất cả mọi cái điều mà làm cho đất nước trở nên tốt đẹp hơn, hùng mạnh hơn thì lại gặp phải những cái hoàn cảnh như thế này. Nào những cái con người mà chúng ta lên đây đấu tranh vì cái tình yêu quê hương đất nước, vì cái sự công bằng cho đất nước này, chúng ta cảm thấy thực sự mà em nói thật, em cảm thấy em rất là buồn. Hôm nay em thực sự là lên trên này, nếu như mà thường thường khi em nghe mai của những cái bọn phản động, tất nhiên là khi có tin tức này thì bọn phản động ở nước ngoài nó đã bắt đầu xuyên tạc, đã bắt đầu bôi nhọ rồi thổi phồng của bóp méo sự việc để nèo nái dư luận. Thường thường em nghe mai bọn đấy, em chỉ nghe xong cái em nghe 5 phút 3 phút thì em có thể biết chúng nó nói cái gì mà có thể phản biện nó cảm bại. Nhưng đến ngày hôm nay thực sự em chán cái bọn này, em chán nói nữa, chỉ muốn tống cho chúng nó những cái viên đạn vào người. Mẹ, anh nói với em này, bọn chúng nó nói là coi như là gần Tết rồi, coi như là gần sáng sớm đấy, thì coi như là cảnh sát vào cướp đất của người dân. Mẹ bố chúng nó, đây là mình vào để bắt những cái kẻ vi phạm pháp luật, chứ còn đất thì hiện nay là đất của quốc phòng vẫn còn nằm đấy, đúng không? Chứ có phải là vào mẹ cướp con nọ con kia gì đâu mà vào đêm hôm cướp, đúng không? Cho nên chứ chúng nó xuyên tạc tất cả các thứ, cho nên là qua những cái sự hy sinh của 7 chiến sĩ công an, đúng không? Mình lại càng căm phẫn cái bọn mà chống cộng cực đoan, mà cái bọn dâm chủ quậy và một số những kẻ cơ hội, đúng không? Chính xảy ra vụ hôm nay thì nói chung là cũng phần lớn là do những cái kẻ đó nữa. Thứ nhất ở đây cái nguyên nhân thứ nhất thì chúng ta cũng phải nói là do nhà nước chúng ta làm nó không mạnh tay, từ khi mà cái dân này của cái nàng này nó có cái hành vi mà chống đối năm 2017. Tiếp đến với là chúng ta chưa mạnh tay trong các cái luật chống lại luận điệu xuyên tạc. Chúng ta cứ tưởng rằng là bọn này nó chỉ là luận điệu xuyên tạc thôi, nó không là cái gì cả. Nhưng qua thời gian, qua những cái năm tháng nó kích động, nó trở lên bị ngáo ngơ như này, là tâm ra thành ra đến ngày hôm nay là cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng. Đấy. Thực tế là anh nói như này. Đấy, nguyên nhân. Xin lỗi cho anh nói một tí xíu. Thực tế là ở mình ấy thì từ ngày xưa giờ có những cái vụ mà cũng chỉ vì đất đai mà chống người thi hành công vụ. Thứ nhất là cái vụ ở Hà Nam, là các bạn xem bộ phim coi như là ở Làng Nhô ấy, đúng không? Ở Hà Nam. Sau đó cái vụ ở Thái Bình. Và sau đó một số vụ nữa, mà cái vụ ông Đoàn Văn Vươn cũng chỉ vì đất đai cũng dùng súng bắn lại cái lực lượng cảnh sát. Và vừa rồi cái vụ ở Bình Phước cũng vì đất đai đã bắn chết coi như một người thi hành công vụ và mình đã xử án tử hình, đúng không? Nói chung là những cái vụ ấy như thế mình không kiên quyết và mình không xử lý một cách dứt điểm, và sau này những cái chuyện đất đai nó còn nhiều nữa,
mà trước mắt là cái vụ ở ở coi như là vườn hạo vườn sau lục hưng, những cái bọn chống cộng cực đoan, cái bọn mà coi như là cái bọn cha đạo biến chất, chúng nó đang xúi dục những người dân coi như là ở vườn sau lục hưng coi như là làm chuyện những chuyện này khác. Qua những cái chuyện này mình phải rút được kinh nghiệm và mình phải xử lý một cách kiên quyết. Ví dụ như là mình nói ở vườn rau lục hưng ấy, khi mình đã coi như đã giải tỏa, đã lấy được đất đai rồi thì mình phải xây tường rào và những cái công trình trường học ấy, mà công trình phúc lợi, công trình ví dụ như xây công viên, mình phải làm khẩn trương, đúng không? Chứ bây giờ ví dụ lại để đất đấy dân lại vào lấn chiếm, đúng không? Mà cái lực lượng an ninh của mình ấy, thì như chia sẻ của một cái bà chị, của một cái chiến sĩ cảnh sát bị hy sinh ở đấy, thì cái chiến sĩ cảnh sát cơ động đấy chỉ đi công an nghĩa vụ thôi, và người ta kể về kể với bà chị là có những chúng em được huấn luyện, tức là đi là bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự trị an. Ví dụ như có những cái vụ đấy bạo loạn chẳng hạn thì thường thường những cái bọn đó nó chỉ đưa với đàn bà và con nít ra thôi đấy, thì là nhưng mà coi như là nhưng mà chúng em ví dụ khi mà bọn dân mà tấn công hạn là chúng em cũng chặn, chứ còn chúng em không dạy đào tạo để mà coi như chống lại những cái người ấy như thế. Nhưng cái vụ này không hiểu sao mà chúng nó rất là manh động, mà nói chung là nó cũng bắt nguồn từ những cái vụ trước mà mình làm mà nó không kiên quyết mà không dứt điểm, đúng không? Mình là những người dân, mình phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật. Ví dụ như là mình là cái người, ví dụ mình không có tội không, nhưng mà khi công an hoặc các nhà chính sách yêu cầu phải làm việc thì mình phải nghe theo cái lời của nhà chính sách đã, đúng không? Mà sau đó có tội hay không như thế nào thì xử xong và làm việc xong đấy. Cho nên là nói chung là luật mình đã có rồi thì mình là có nói chung là mình phải thực hiện một cách coi như nghiêm chỉnh, chứ không thể là qua những vụ này mình không thể nào ví dụ là cứ phải lấy dân Việt Nam mình có cái kiểu là cứ đầu tiên là phải lấy cái tình cảm đó, đúng không? Lấy trí nhân thay cường bạo ở cái kiểu đấy. Không phải trong cái vụ gần đây tình này ấy, thì em nghe rất là nhiều tin tức đấy, là thằng này nó rất hỗn loạn ở chỗ là trong cái nhà nó cố thủ đấy, nó có lại còn giấu cả trẻ con trong đó nữa, nó còn giấu cả trẻ con ở trong cái gia đình đó nữa, thành ra là nó mới dẫn đến cái vấn đề như thế này. Tức là cảnh sát chúng ta không thể nào mà tấn công được vào trong đó vì ở trong đó có trẻ con, nó bắt đứa trẻ con như một đứa con tin ở trong đó. Nếu như cảnh sát có làm gì chăng nữa thì nó sẽ lưu loa lên rằng à trẻ con trong này, cảnh công an cũng tấn công. Bọn này rất là xúc vật và mất dạy. Bọn khốn này nó đã chuẩn bị coi như là nó thuê, đúng không? Nó thuê coi như là mấy chục cái thằng nghiện đấy, nó nuôi ăn, nó cho hút, nó chuẩn bị trước rồi mà, nó chuẩn bị bom xăng, chuẩn bị cái coi dao mà về phi. Đấy, ngay kể cả cái đồng chí cảnh sát này e trưởng ấy, thượng tá e trưởng, đồng chí đứng trên mái nhà mà coi như cái bọn nghiện ấy nó mới phóng dao, đúng không? Nó phóng dao coi như là đồng chí nó ngã xuống ở cái xuống cái là chúng nó ném bom xăng và coi đốt đồng chí luôn. Một cái sự coi như rất dã man và rất tàn bạo, chúng nó chuẩn bị trước hết rồi. Cho nên là bây giờ chúng nó chuẩn bị trước cái thế mà mình kiểu là bao giờ đối với những người mình gọi là dân đi, đúng không? Thì mình không bao giờ có cái chuyện mà xử lý một cách mạnh tay. Chứ còn bây giờ ví dụ theo như mà cái đồng chí cảnh sát cơ động, đồng chí nói nếu mà ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn, chỉ cần trong vòng một tiếng đồng hồ, đúng không? Thì mình sẽ tiêu diệt hết bọn đấy. Chứ còn bây giờ mình tiêu diệt thì nó rất dễ rồi. Không có nhà nước nào nhân đạo với nhân dân như nhà nước Việt Nam. Cứ cái gì cũng nên bắt đầu tiên là phải thuyết phục, cái sau đó là kêu gọi. Ở Mỹ em đến bây giờ thì em mới lại phải công nhận là ở Mỹ, nếu như mà là ở Mỹ thì ngay lập tức, không sau khi kêu gọi không ra sẽ xử lý tiêu diệt bất cứ một cái gì mà nó làm cho nó cảm giác là nó làm cho cái tính mạng của người thi hành pháp luật đấy nó bị coi như là đe dọa, là ngay lập tức bị tiêu diệt như thế mới được. Chúng nó chỉ coi như là anh nói lưu ý với tất cả các bạn, những kẻ đó nó chỉ có bạn bảo là nó coi như là dân, đúng không? Nhưng mình khi mà ví dụ là mình đã phát triển chúng nó phạm tội rồi, những kẻ đó không phải là dân nữa. Cho nên là mình ví dụ mình nghe cái live mà quả cái thằng con mụ Cấn Thị Thêu ấy đấy, thì coi như nó live sáng này, mình mà là công an đấy thì đúng là mình không làm công an được, mình làm công an nó không chịu nổi. Mày nó chửi Đảng Cộng sản, nó chửi mày đất nước Việt Nam ngay trước mặt nó có một số coi như đồng chí công an đấy, mà cơ cái công an mình cứ đứng là làm ngơ thôi, đúng không? Ở đây
ta không bao giờ làm cùng với liêu cái ngoạn như thế cả. Đấy nó không là dân mà nó là thảo khấu, nó phản động rồi. Ở đây chúng ta thứ nhất là em theo em đấy thì cái dân đồng, dân ở cái làng ngoài đó và cái gia đình, cái dòng tộc của đúng rồi chị Bá Phương, cái gia đình đó phải chịu trách nhiệm. Bọn thứ hai hơn là cái bọn mà chuyên gọi là làm truyền thông não để dẫn dắt dư luận, kích động người dân, bọn này cũng phải thử. Cho nên là cái thằng như này, qua cái vụ này ấy, có thằng như thằng anh nói với Luy Ly và tất cả các bạn này, những kẻ nào liên quan đến cái vụ đồng tâm này đều phải bị đưa ra xét xử, ví dụ như mẹ con mụ Cấn Thị Thêu đấy, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, thằng Dũng Vô Va, con Hồng Thái Hoàng, và kể cả mấy cái ông Nghị coi như là đeo cổ cồn trắng nữa vào đấy. Các ông ấy sau khi mà coi như là thanh tra chính phủ đã ra cái thanh tra nó rõ ràng rồi, các ông ấy vào đấy đúng không, thì các ông đã làm được cái gì, hay là để kích động, để dưỡng những người dân đồng tâm đấy, những cái kẻ như Lê Đình Kình, Lê Đình Công và một số kẻ khác nữa, chúng nó bạo loạn. Nhưng ngày hôm nay cái lời phát biểu của ông đại biểu Dương Trung Quốc tại nghị trường như thế nào, đã nói là bây giờ coi như là thành phố Hà Nội đã trả cơm nước, coi như là tiền cơm để cho những người coi như là hoành giữ hơn cỡ khoảng 100 cán bộ chiến sĩ ở năm 2007 chưa, mà nhiều khi ông lại còn ca ngợi ông coi như cái lão già coi Lê Đình Kình. Vậy thì giờ trách nhiệm của cái ông đại biểu Dương Trung Quốc, ông Trương Trọng Nghĩa sao? Xảy ra sự vụ việc đau xót như thế này, mẹ các ông ấy như thế nào? Tất cả thì là cái thói mị dân, nhưng mà lúc nào cũng theo cái gọi là dân túy, chủ nghĩa dân túy là mị dân, ra vẻ ta đây đứng về phía dân. Nhưng mà xin lỗi, đó đâu phải là dân, những cái kẻ như vậy đó, mà những cái kẻ mà cái mầm mống cái tư tưởng phản động rồi, đâu còn là dân nữa đâu mà nó cứ nghĩ là như vậy, toàn theo kiểu cơ hội chính trị. Bây giờ các bạn đều biết rằng nhé, nói chung là cái bọn mà chống cộng cực đoan, cái bọn Việt Tân đúng không, và tất cả bọn dân chủ, chúng nó có nhu cung cấp tiền và nó lao vào cái vụ mà đồng tâm rất nhiều đấy. Các bạn coi như xem, các bạn đều biết lão Lê Đình Kình, Lê Đình Công đã nhận rất nhiều tiền ở bên hải ngoại chuyển về, mà thì đến bây giờ mình coi như là đất quốc phòng, người ta xây tường bao ngăn, nhận tiền của bọn hải ngoại, nhận tiền của những người coi như là dân đồng tâm nhẹ dạ, đưa tiền cho bố con lão tiêu hết rồi đúng không, đất thì không lấy lại được cho người dân, thì bây giờ làm sao đúng không, cho nên lão ấy cuồng loạn như thế. Cái vấn đề là cái gia đình cái thằng Lê Đình Kình này nó không có đất ở trong đó, nó đâu có liên quan đâu. Cho nên thanh tra chính phủ đã nói rồi, ông Lê Đình Kình không phải là cái dạng mà thanh tra phải trả lời, bởi vì đơn giản là ông này không có cái quyền lợi liên đới ở trong đó. Mà ông Lê Đình Kình này liên tục đòi hỏi là phải trả lời cho ông ấy, phải đối thoại với ông đó. Lý do thì nhà nước làm việc với những người có quyền lợi liên đới, trả lời trước nhân dân, trả lời trước các cơ quan báo chí và những người mà có cái quyền lợi trong đó, chứ còn gia đình Lê Đình Kình này làm gì có liên quan gì đến mà phải trả lời riêng cho Lê Đình Kình, một cái kiểu đòi hỏi rất là vô lý. Mẹ một lần anh Lê Đình Kình này, thằng Lê Đình Kình này trước đây nó đã là chủ tịch xã rồi, bao nhiêu năm chủ tịch xã, bao nhiêu năm bí thư xã rồi, thì tại sao đặt một cái câu hỏi là tại sao trong thời gian ông ấy làm không có bất cứ một cái đơn thư khiếu kiện nào, không có bất cứ một cái đề nghị nào dành cho nhà nước. Mà đến sau này khi mà ông ta nghỉ rồi thì ông ta bắt đầu mới kêu rằng đất này là không hợp lệ với lại mọi kia, rất là vô lý, cực kỳ vô lý. Bây giờ mình hỏi Yuli này, trước kia chỉ có như cái cá nhân mà lấn chiếm của đất của nhà nước đúng không, nhưng mà đây đất của một thôn, cái thôn đấy là gì, cái thôn đấy là không phải là cái thôn nhà nước à, đúng không, đất đai của nhà nước. Bây giờ ví dụ đất quốc phòng đấy là đất của thôn đấy, mà cái thôn đấy không phải nhà nước à, hay là cái thôn của làng Hoành đấy nó là một quốc gia riêng, hay của là một gia đình riêng, đúng không? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là như thế này, là đất của những cái dự án của quốc phòng là phải ưu tiên hàng đầu, hiến pháp ta ghi rất rõ rồi. Còn cái quyền lợi của anh có liên đới như thế nào thì anh phải có
cái theo quy định của pháp luật và xử lý. Còn nếu như anh cảm thấy rằng những người thực hiện quy định này nó thực hiện chưa đúng, anh phải kiện ra tòa. Còn tòa xử anh sai thì đó là anh sai, không thể chối cãi được. Ai cũng như gia đình lên kịch, ai cũng như cái dân của cái thôn của anh này thì tự loại rằng là cái đất nước này loạn à, không coi pháp luật ra cái gì à, không coi công lý ra cái gì à, nó có quyền đứng trên công lý à. Thử hỏi chúng ta có 60 mấy tỉnh thành, hơn 60 tỉnh thành, bao nhiêu là thôn, thôn nào cũng như thôn này, người nào cũng như người này, thì cái xã hội Việt Nam này có được như ngày hôm nay hay không? Bây giờ mình cũng hỏi ngược lại, thì khi mà đã có thanh tra đất quả coi như thanh tra chính phủ, vậy thì cái chính quyền ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm đâu, đúng không, hội đồng nhân dân xã Đồng Tâm đâu, còn có hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tất cả các cấp chính quyền của xã Đồng Tâm đâu, đúng không? Mà để như thế này, nói chung là cái tình làng nghĩa xóm nó hay lắm, nó tốt lắm. Bây giờ ví dụ như cấp chính quyền của xã Đồng Tâm, ví dụ nha, cũng là người trong cái xã đó thôi, đúng không? Bí thư, chủ tịch xã, thì nói chung là vận động những người dân đều là dân làng đó thôi, dân xã đấy thôi, thì nói chung nó dễ hơn, đúng không? Nhưng mà bây giờ coi như là mình thấy là cái cấp chính quyền xã Đồng Tâm coi như là không có, mà những người đó ví dụ như là chủ tịch, bí thư ở đó, toàn thanh niên, có các cấp chính quyền đấy hưởng lương, hưởng thuế của nhân dân, mẹ coi như là ấy à, có những việc như thế thì không vận động được mọi người à? Nó ở nông thôn, tôi là người sống ở nông thôn, những cái tình làng nghĩa xóm nó hay lắm, nó vận động nó dễ lắm. Nói chung nếu mà để trách cứ về chính quyền này thì em nói là em còn trách cứ cả cái quỷ ban của thành phố Hà Nội nữa, bởi vì cái sự việc này nó không phải là một sớm một chiều, nó không phải bùng phát trong vòng 1-2 tháng gần đây, mà cái sự việc này nó bùng phát từ tháng 4 năm 2017, nó kéo dài cho đến ngày hôm nay rồi, mà gần 4 năm trời khu vực này thôi, tại sao mà không thể nào xử lý nổi, trong khi có cả thanh tra chính phủ, ủy ban thành phố về nói chuyện với dân mà không có chuyện nổi là sao? Còn nếu như người nào mà có tư tưởng chống đối mà nó mang cái tính chất là vượt quá quyền ở được quy định trong pháp luật thì phải xử lý cho pháp luật ngay, tại sao lại để cho đến ngày hôm nay? Thì nó vô tình nó làm cho cái sự việc của ngày hôm nay nên nó là một cái kết quả của rất rất nhiều những cái việc làm mà có thể nói là chưa đến nơi đến chốn của cả chính quyền lẫn người dân, và kết cục lại là bây giờ là cái nỗi đau dành cho những gia đình của những chiến sĩ đó, họ chỉ đơn giản là những người mà có thể nói là thôi thì chúng ta thì đi làm công nhân, đi làm buôn bán cũng chỉ vì cái cuộc sống, còn những người chiến sĩ kia họ cũng đi làm cái ngành công an đấy, để cái mục tiêu cao nhất của họ cũng là cuộc sống, rồi sau đó mới là gì, cống hiến cho xã hội. Thế mà đến bây giờ chỉ vì cái cuộc sống đó, chỉ vì cái công việc đó, không, cuối cùng họ phải ngã xuống một cái quan nghiệt như thế này, đúng rồi, ngã xuống một cái quan kinh khủng. Bây giờ ví dụ này, các chiến sĩ ví dụ là đi bắt bọn ma túy thấy chưa, hoặc đi bắt bọn cướp, thì nói chung là ví dụ ngã xuống thì nói chung mình cũng đau xót, nhưng mà nói chung là cái chết này, cái sự hy sinh này mình thấy nó không đáng, rất không đáng. Bây giờ mình nói thực sự là không đáng, đúng rồi, không đáng, đáng thực sự là mình đáng, đáng. Đúng, rất là sốc. Đúng là lúc chiều nghe đầu tiên mới nghe tin coi như ba chiến sĩ bị hy sinh thôi, nói chung là mình mẹ uất thẹn trong lòng, không thể nói lên được lời nào nữa. Và qua đây cũng nói này, ví dụ như ông Dương Trung Quốc, ông là đại biểu của tỉnh Đồng Nai, các bạn biết ông vừa rồi cái tỉnh Đồng Nai như thế nào, đúng không? Mà ông đã góp được, ông là đại biểu tỉnh Đồng Nai, ông đã góp được một cái tiếng nói, một cái cách xây dựng nào cho cái tỉnh Đồng Nai chưa? Ông Trương Trọng Nghĩa là đại biểu của thành phố Hồ Chí Minh, các bạn thấy thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi cái vụ Thủ Thiêm, hoặc là cái vụ lùm xùm, đúng không, mà phải kỷ luật từ coi như là bí thư cho đến chủ tịch, nguyên chủ tịch và các 3-4 phó chủ tịch của thành phố Hồ Chí Minh. Mà riêng ông Dương Trọng Nghĩa, ông có một ý kiến gì không, đúng không? Mà trong đó mà hai ông cũng xâm vào cái vụ quả Đồng Tâm, mà bây giờ kết quả như thế nào, mà các ông phát biểu như thế nào? Các ông là đại biểu do những cái nhân dân bầu ra, những cử tri của những thành phố đó, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai bầu ra, những trách nhiệm của các ông ấy
đối với hai cái thành phố Hồ Chí Minh và với tỉnh Đồng Nai như thế nào, mà có như ông các ông dính dáng vào cái vụ Đồng Tâm. Bây giờ chắc chắn là sau cái vụ này thì tất nhiên là những cái kẻ phản loạn này sẽ bị xử lý. Tất nhiên là bọn những kẻ mà chống đối này, những kẻ gây ra trực tiếp gây ra cái chết dành cho những cái chiến sĩ cảnh sát cơ động của chúng ta sẽ bị xử lý, mà bị xử lý một cách nghiêm hạn. Nhưng cũng phải kêu gọi là nhà nước là phải xử lý toàn bộ những cái người làm trong cái bộ máy công quyền mà để xảy ra cái công việc như thế này, có cái sự tác động đến cái sự việc như thế này. Bây giờ tất cả các bạn đều đã biết rằng là cái bọn Tây Lông, đúng không? Những cái bọn Tây Lông ở các đại sứ quán ở các nước, ví dụ Pháp, Đức, tất cả các thứ, đúng không? Chúng nó có nhúng vào những cái chuyện này rất là nhiều. Bây giờ mình quan hệ cũng rất tốt với Đức, với Pháp, và mình cứ nói một số nước châu và cả Mỹ nữa. Nhưng mà đấy là quan hệ nó như một con dao hai lưỡi đấy. Mà chúng nó coi như là đến kích động những người dân Đồng Tâm, đúng không? Mà nói chung là cái sự tuyên truyền của nhà nước này mình thấy nó cũng chưa đến đâu cả. Ở đây mình nhìn trách nhiệm của chúng ta cũng khó, đúng không? Cho nên là những cái vụ của Đồng Tâm mình cũng nói trên coi như mấy like của mình rồi. Nó xảy ra cái những cái vụ này thì anh em ta thì người dân là rất là đau xót. Nhất là nó khổ, chúng ta chỉ là những người tự phát, anh bạn này nhá, mình cũng chỉ là những người tự phát. Đấy, mình thì là những người dân bình thường thôi. Cái lượng tin tức của chúng ta không có, cho nên là chúng ta thôi thì đành phải chấp nhận. Tuy nhiên ở đây nhà nước, trong khi các ban ngành người ta có đầy đủ cơ sở pháp lý, có đầy đủ các chứng cứ giấy tờ mà không tuyên truyền cho đến người dân, để ngoài cái việc là lên kình này nó thuê người, nhưng phải nói là nó cũng lại lôi kéo được người dân vào cái làng đó nữa, thì nó mới dẫn đến cái vụ việc như thế này. Chứ nếu như chỉ là một cái nhóm người như vậy thì rất khó để có thể gây ra được cái sự sát thương đối với lại lực lượng chức năng của chúng ta. Nó phải là có sự tiếp tay, có cái sự đồng thuận, đồng tình của một nhóm hoặc là một phần nào đó, cái dân của cái làng đó. Chúng ta nên nhớ rằng năm 2017 đấy, cả cái làng đó nó đã đứng ra chống đối lại nhà nước, mà cuối cùng nhà nước ta rồi này, đại diện là ông Nguyễn Đức Trung ở chủ tịch ủy ban thành phố Hà Nội xuống đấy rồi làm việc, cũng em cũng chưa hài lòng từ cái việc là nói chuyện đàm phán với lại người dân đó. Chúng ta phải cho thấy được cái bom ke quyền lực của pháp luật ý. Đấy là sức mạnh của nhân dân, chứ đâu thể nào sức mạnh của nhân dân lại chỉ thua hoặc phải nhún nhường trước một nhóm người của cái làng đó được. Đúng rồi, tên kình ấy hứa, tức là khi mà lấy được đất đấy chia cho mỗi người coi như là dân coi như là 100 đến 150 mét vuông. Mà nói chung là đất ở những cái vùng ở Đồng Tâm, Mỹ Đức bây giờ nó là ngoại thành Hà Nội rồi, giá đất nó cũng tăng lên, đúng không? Đấy. Cho nên là vừa là nãy mình nói với tất cả các bạn, nó đã có vụ nhiều vụ việc coi như là về đất đai mà những dân tức là chống lại chính quyền. Ví dụ như ở cái vụ ở Tiên Lãng, ông Đoàn Văn Vươn ấy, đúng không? Dùng súng hoa cải bắn lại, tất nhiên là sau đấy lỗi của chính quyền. Nhưng mà cái sự hành động dùng súng hoa cải đấy để bắn lại coi như cái lực lượng chức năng vào cưỡng chế, mà sau này ông bị có mấy năm tù. Sau đó khi về ông ấy cũng lại phong như là cũng bị được một số coi như báo lá cải, như là phong như là một người anh hùng. Mà coi như cái ông Đoàn Văn Vươn này cũng xuống gặp coi Lê Đình Kình ở cái Đồng Tâm đó. Thế các bạn thấy thế nào? Cho nên là mình cái vụ này ấy, mà nói chung chính quyền Hà Nội mà không làm coi như dứt điểm cái vụ Đồng Tâm thì nói chung đó là cái sự mất lòng tin của những người dân. Pháp luật có trong tay. Nó còn tạo ra tiền đề cho cái vụ sau này đấy chứ này. Đúng. Thằng Lê Đình Kình này bây giờ nó 83 tuổi rồi thì giữ nó làm gì? Những cái quan trọng nó còn rất nhiều thằng đằng sau nó nữa. Tôi tin chắc là không chỉ là nó ở đây là Đồng Tâm, mà nó còn là những cái chân vết ở nước trong nước Việt Nam nữa. Phải tìm và truy tố ra từng thằng một. Những cái thằng tay chân, thằng nào làm nhiệm vụ truyền thông, thằng nào làm nhiệm vụ đưa tin ra để xuyên tạc,
thằng nào làm nhiệm vụ cung cấp tài chính, thằng nào làm nhiệm vụ của anh là cung cấp tài chính cấp kia, phải truy lùng ra hết cái nhóm này. Chúng ta có thể coi nhóm này là một trong những nhóm khủng bố, những nhóm phản loạn của đất nước. Ngay kể cái bản mà thu chi mà khi mà mình gọi bắt được và khám nhà tên Lê Đình Kình, coi như là một cái bản thu chi ấy, có tiền ở miền Nam gửi ra 430 triệu tiền đây gửi ra chi cho mẹ, coi như đoàn này đoàn khác tin chi cho Dũng Vô Va nhảy khác, mẹ lấy những cái đó mẹ tóm cổ như vậy vào tăng hình phạt lên, đúng chưa? Pháp luật phải được nghiêm minh. Chứ không thể nào bây giờ cứ lấy chi nhân thay cường bạo rồi là cuối cùng mới để cho coi như là những người kia còn vụ này còn vụ khác nữa, phải xử phải làm nghiêm rất quan đấy. Anh em mình lên nói chung là cái việc nó đã xảy ra như thế này và tất cả những cái vụ việc sau thì tôi chúng ta xin dành để cho pháp luật xử lý, bởi vì tất cả mọi vấn đề thì nó sẽ được pháp luật nghiêm trị. Ở đây thì thay mặt cho tất cả mọi người và có lẽ là xin phép tất trên diễn đàn thì đưa đi xin thay mặt tất cả anh em, tất cả mọi người ở trong diễn đàn cũng như là những người quan tâm đến cái vụ việc này, xin gửi lời chia buồn đến toàn thể gia đình của các chiến sĩ, và chúng tôi kịch liệt lên án những cái hành vi mà chống đối lại nhà nước, kịch liệt lên án những cái hành vi mang cái tính chất này là coi thường pháp luật, sống theo kiểu phép vua thua lệ lạc, bởi vì chúng ta là một cái đất nước có kỷ cương pháp luật, thượng tôn pháp luật, cho nên tất cả phải do sự tòa án người ta phán quyết, chứ đừng có manh động như vậy. Bởi vì các bạn đã biết cái hệ quả của cái vấn đề này nó như thế này, nỗi đau của những người chiến sĩ ngã xuống, dẫu gì chăng nữa thì gia đình người ta còn có cái niềm an ủi. Một cái niềm an ủi đó là gì? Niềm an ủi đó là lúc sau con họ ngã xuống vì đất nước, máu của họ thấm lên làm đỏ tươi lá cờ tổ quốc. Còn những kẻ phản loạn kia, phải gia đình của những kẻ phản loạn kia họ sẽ sống trong nỗi nhục nhã, chẳng ai có thể thoát được cái lưới pháp luật của Việt Nam được cả. Các anh làm những cái việc làm như vậy đó, các anh cứ để có để lại, có suy nghĩ cái hậu quả dành cho những người thân của các anh còn sống ở trên cái cuộc đời này không? Còn những cái kẻ mà làm quan hay là làm quan chức hay là làm cán bộ mà không lo cho dân, không hoàn thành được nhiệm vụ, có chịu được, có chịu cái bản án của cái tòa án lương tâm của các vị hay không? Đó, thì thay mặt tất cả mọi người thì tôi chỉ gửi được những lời như vậy thôi. Bởi vì là ngày hôm nay thì thực sự đúng rồi, cũng không mình cũng không thể nói được nhiều với cảm hứng để ra được tất cả những điều đó. Ok, thì em xin xuống để có bạn nào lên chia sẻ thì có thể là anh mời lên chào tất cả mọi người trên diễn đàn nhé. Rồi, xin chào Nui, cảm ơn Nui. Đúng là không biết nói như thế nào nữa, chỉ biết nói một từ gọi là quá đau xót. Vâng, cũng qua cái live này tôi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả các gia đình, các chiến sĩ đã bị hy sinh, và mong coi như là cái linh hồn của các chiến sĩ sớm được siêu thoát về coi như cõi cực lạc. Vâng, thì thôi thì cái live này tôi chỉ làm đến đó thôi, cũng không thể nào nói được nữa. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Rất buồn.